Chúng ta tiếp nối về nội dung liên quan đến phần về vị trí tương đối của hai đường thẳng. Và ở trong bài học ngày hôm nay thì cô cùng với các em sẽ đi thực hiện những bài ở trong phần ví dụ tiếp theo đó là về phần ví dụ số 3 là liên quan đến nội dung của khi hai đường thẳng cắt nhau thì chúng ta thành một giao điểm và bài tập xoay xung quanh cái giao điểm đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang nội dung của bài tập này nhé. Và đến cuối buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có bài tập về nhà của toàn bộ vấn đề mà chúng ta đang đi tìm hiểu. Chúng ta cùng chuyển sang nội dung của phần ví dụ số 3. Đối với ví dụ số 3, người ta cho như sau, đó là tìm hàm số bậc nhất. Biết đồ thị của nó có uh, là một đường thẳng D và đi qua điểm A có tọa độ là 0,5 và song song với đường thẳng Y bằng 2 cộng 3. Vậy khi đọc cái đề bài này thì chúng ta cần phải chuyển từ cái ngôn ngữ của đề bài chuyển sang ngôn ngữ của toán học đúng không? Và ở đây ta thấy rằng có hai cái dự kiện quan trọng đó là đi qua điểm và song song với một đường thẳng. Vậy để tìm được đồ thị của hàm tìm được hàm số bậc nhất này thì chúng ta phải đi xây dựng được cái dạng tổng quát của nó. Có nghĩa là ta phải đi tìm được cái đồ thị có dạng y bằng ax cộng b. Và trong này chúng ta đang cần phải biết được hai giá trị đó là a và b. Muốn tìm được a và b này thì chúng ta dựa vào hai điều kiện của đề bài, đó là đi qua điểm a có tọa độ là 05 và song song với đường thẳng y bằng 2x cộng 3. Vậy thì ứng dụng cái nội dung mà liên quan đến vị trí tương đối của hai đường thẳng thì chúng ta thấy rằng là nếu như hai đường thẳng mà song song với nhau thì chắc chắn là cái hệ số a của nó phải tương ứng là bằng nhau đúng không? Và thứ hai nữa, nếu như đi qua một điểm này thì có nghĩa là tọa độ của điểm này sẽ phải thỏa mãn phương trình của đồ thị hàm số. Vậy ở đây thì chúng ta có rất nhiều cách để thực hiện. Cách đầu tiên là các em có thể sử dụng lần lượt theo là đi qua điểm trước. Sau đó thì chúng ta thay vào đây, thay vào phương trình thì chúng ta sẽ có được một cái mối liên hệ giữa A và B. Rồi kết hợp với phần bên dưới để chúng ta chỉ ra được AB cần tìm. Cách thứ hai đó là chúng ta dựa vào vị trí tương đối của hai đơn hàng trước. Chúng ta chỉ ra được A lúc này sẽ tương ứng bằng 2 đúng không? Bởi vì hai thẳng này song song. Tiếp nữa là chúng ta có B thì phải khác 3. Thì như vậy nó mới thỏa mãn điều kiện là để hai đường thẳng song song với nhau. Vậy thì cô có thể trình bày như sau. Thứ nhất ta có này là đường thẳng D. Cô sử dụng theo cách số 2. Song song với đường thẳng với đường thẳng y bằng 2 cộng 3. Cho nên chúng ta suy ra được ngay suy ra được ngay là gọi d có dạng là y bằng ax cộng b. Ở đây chúng ta có thể gọi cái này sau hoặc gọi trước đều được tùy ý các em. Gọi d có dạng như này thì ta sẽ có ngay a sẽ tương ứng phải bằng bằng 2 và B của chúng ta phải khác khác 3. Đây là điều kiện đầu tiên. Sau đó thì ta có là đường thẳng D lúc này đi qua điểm A có tọa độ là 05. Cho nên chúng ta sẽ thay trực tiếp tọa độ của điểm A này vào đường thẳng. Thay x bằng 0 và y bằng 5 vào d thì ta có ta có điều gì? Ta có chính là ta thay y bằng 5 thì nhớ cho cô nhá, vị trí của y là phần ở phía bên bên trái. Như vậy cô có là 5 bằng với ax này, a thì chúng ta có rồi, a là bằng bằng 2. Chúng ta có là 2. Này. x thì tương ứng là đây là 0. Vậy 2 nhân 0 cộng với B và lúc này thì suy ra ngay được giá trị B của chúng ta là bằng 5. Khi chúng ta đã có A đúng không? Và chúng ta có B thỏa mãn cái điều kiện là nó khác 3 rồi. Thì đây chính là hai giá trị AB cần tìm để chúng ta có được cái phương trình của đường thẳng D như vậy kết luận. Vậy D có dạng là y bằng 2x cộng 5 là đường thẳng cần tìm. Hoặc là hàm số cần tìm đều được. Đó. Thì như vậy là trên đây cô đã hướng dẫn cho các em cách để chúng ta ứng dụng ở trong cái bài toán mà có liên quan đến vị trí tương đối. Bây giờ chúng ta thấy rằng là à đối với hai cái đường thẳng mà nó cắt nhau đúng không? Thì nó sẽ có một giao điểm chung vậy thì những cái bài toán nào thì liên quan đến cái giao điểm giữa hai đường thẳng thì chúng ta sẽ chuyển sang nội dung của phần tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát cho cô hình vẽ mô tả như sau cô có đường thẳng ở trên mặt phẳng tọa độ và lúc này có một đường thẳng khác nữa cắt cái đường thẳng ban đầu và nó cắt nhau tại một giao điểm được chưa và lúc này thì chúng ta thấy rằng là có cái bài toán mà liên quan đến giao điểm của hai đường thẳng. Vậy thì bài toán tìm giao điểm của hai đường thẳng thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Thì các em sẽ cùng quan sát cho cô như sau. Thứ nhất là ta thấy rằng là hai đường thẳng này nó có cái dạng đồ thị hàm số tương ứng sẽ là y bằng a cộng b được chưa? Vậy nếu như cô có hai đường thẳng d1 và d2 đấy với các điều kiện a và a phẩy là phải khác không để nó thỏa mãn là đồ thị hàm số mức nhất Đấy, thì chúng ta sẽ thực hiện theo các cách như sau Đầu tiên là chúng ta cần phải tìm điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau Có nghĩa là gì? À, chúng ta đã có vị trí tương đối của hai đường thẳng rồi Hai đường thẳng mà cắt nhau nếu như các hệ số A và A' phẩy của nó sẽ phải khác nhau Được chưa? Đấy, thì bước 1 là chúng ta phải tìm điều kiện đã Bước thứ hai đó là chúng ta sẽ đi xét cái phương trình hoành độ giao điểm Thế nào là phương trình hoành độ giao điểm? Phương trình hoành độ giao điểm có nghĩa là một cái phương trình chỉ liên quan đến hoành độ mà thôi Mà hoành độ chính là giá trị x Vậy ta sẽ đi xét là ax cộng b bằng với a phẩy x cộng b phẩy Đây là một cái phương trình Và chỉ liên quan đến ẩn x thôi Thì chúng ta sẽ thu được cái giá trị x Tức là hoành độ của điểm này Sau khi có được cái hoành độ này Được chưa? Thì chúng ta sẽ thay vào D1 hoặc D2 để chúng ta tìm ra được tung độ của giao điểm. Đấy. Vậy ở đây, cái bước mà thay vào D1 hoặc D2 ấy, thực chất là ta thấy rằng là hai cái đường thẳng này mà nó cắt nhau thì tung độ của cái điểm nó phải là cùng một tung độ, được chưa? Cho nên đấy là lý do và ta thay vào D1 hoặc D2 đều được. Và bước cuối cùng là chúng ta sẽ kết luận cái giao điểm cần tìm. Đấy. Như vậy thực chất thì đối với cái bài toán mà tìm giao điểm này Nó không chỉ ứng dụng ở trong cái chuyên đề về hàm số bậc nhất Mà nó còn ứng dụng cho các em ở trong cái bài toán mà liên quan đến giải hệ phương trình Và sau này chúng ta sẽ thực hiện Và cái việc mà giải hệ phương trình này nó sẽ giúp chúng ta tìm được kinh nghiệm của hệ phương trình Đặc biệt là trong những cái bài toán mà ở trong các chương trình ở phía trên nữa Bây giờ thì cơ bản là chúng ta nắm được những cái nội dung liên quan đến tìm giao điểm của hai đường thẳng như thế này thôi. Và các em sẽ cùng quan sát cho cô vào phần ví dụ số 4. Đối với ví dụ số 4 này thì cô có như sau, hãy tìm giao điểm của hai đường thẳng D1 và D2. Đó. Để tìm được giao điểm của hai đường thẳng này thì chúng ta bước đầu tiên ta sẽ kiểm tra xem là nó cắt nhau hay chưa. Thì các em thấy rằng là a à, D1 thì nó có hệ số A là gì? À, hệ số A ở đây chính là 1 đúng không? Hệ số A chính là hệ số của x đấy. Thế còn D2, hệ số A ở đây là gì nhỉ? À, chính là âm 3, được chưa? Rồi, như vậy ta thấy ngay là 1 và âm 3 là khác nhau. Cho nên là hai cái giá trị này nó sẽ cho chúng ta cái điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau. Sau khi có được điều kiện thỏa mãn rồi thì chúng ta đi tìm giao điểm của hai đường thẳng bằng cách là đi xét cái phương trình hoành độ giao điểm. xét phương trình hoành độ giao điểm. Xét phương trình hoành độ giao điểm này thì ta sẽ lấy cái phần vế vế bên phải ấy, tức là x cộng 2 bằng với 4 trừ đi 3x. Đây là phương trình hoành độ giao điểm. Và để giải được cái phương trình này thì khá là đơn giản đúng không? Ta chuyển vế thôi. Và kết quả thu được sẽ là x bằng 1 phần 2. Khi mà chúng ta có được kết quả này rồi thì chuyển sang bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ thay lại vào D1 hoặc là D2 để chúng ta xuyên được tung độ cần tìm. đây khi thay vào thì cô thấy rằng là cô nên lựa chọn theo cái D1 bởi vì sao? Bởi vì ta thấy rằng D1 là khá đơn giản đúng không? X cộng với 2 thôi thì cô thay trực tiếp vào. Thế còn nếu như sử dụng đến D2 thì đây nó lại có thêm cái hệ số âm 3 nữa thì ngay chừng là nó sẽ lùng tùng hơn và nó phức tạp hơn một chút thôi đúng không gây cho chúng ta là việc nhiều bạn sẽ phải có khi là phải bấm máy tính đấy nhưng mà nếu như sử dụng ngay ở D1 này thì chúng ta thấy rằng chúng ta tính nhầm thôi là chúng ta cũng ra được kết quả rồi Đó. khi thay vào D1 thì cô thu được kết quả là y bằng 5 phần 2 Đó. và chúng ta nhớ rằng cái kết luận cuối cùng không phải kết luận là x bằng bao nhiêu y bằng bao nhiêu mà chúng ta phải kết luận đấy là tọa độ giao điểm của hai đường thẳng Tọa độ giao điểm thì có nghĩa là phải bao gồm được hoành độ và tung độ, đúng không? Có nghĩa là phải kết luận là bao gồm là 1 phần 2 và 5 phần 2. Đấy, một điểm là sẽ bao gồm hai tọa độ. Cũng giống như việc mà khi mà các em đi xem phim ấy, thì chúng ta thường sẽ xem ở cái trong cái vé xem phim của chúng ta thì thông thường là mình sẽ có là cái số ghế đúng không? À số cái hàng ghế trước và cái vị trí ghế sau. Chẳng hạn như là E5 chẳng hạn, thì có nghĩa là ta phải tìm được cái hàng E trước sau đó chúng ta tìm đến vị trí về số 5 đó, thì như vậy là trong cái phần tọa độ này nó cũng tương ứng như vậy thôi Đấy. bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là đối với cái bài toán tìm giao điểm này nó còn có một số cái dạng toán nữa thì bây giờ cô và các em sẽ cùng chuyển sang phần bài tập đó chúng ta cùng quan sát vào nội dung tiếp theo Thứ nhất là đối với cái bài toán mà liên quan đến tìm giao điểm của hai đường thẳng được chưa? Thì cơ bản là chúng ta sẽ đi thực hiện bằng cách là đi xét cái phương trình của hành động giao điểm ấy. Và kể cả nó có chứa tham số thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái nội dung rất quan trọng đó là nếu như có hai đường thẳng cắt nhau thì có nghĩa rằng đấy là nó sẽ có cái giao điểm đúng không? Vậy thì các em có tự đặt ra cho mình được cái câu hỏi đi là à, lúc có phải lúc nào cái vị trí giao điểm nó cũng cố định ở một chỗ hay không? nó có thể ở bên trái trục à, tung, bên phải trục tung, trên dưới hoặc trục hoành thì sao? Đó. thì với tương ứng những cái điều kiện như vậy thì chúng ta có cái điều kiện gì liên quan đến cái giá trị về hoành độ và tung độ thì chúng ta sẽ đến với nội dung của phần đấy là một số chú ý về vị trí tương đối của giao điểm hai đường thẳng. Nếu như đối với vị trí tương đối của hai đường thẳng thì chúng ta có ba vị trí tương đối cơ bản. Đó là về hai đường thẳng song song, trùng nhau và cắt nhau. Thế còn vị trí tương đối của giao điểm thì chúng ta sẽ được mô tả thông qua cái bảng mà cô tổng hợp như sau. Thực chất thì ngoài những cái giá trị này còn có một số những uh, cái phần vị trí tương đối khác nữa thì các em hãy tự mình là À, thực hiện cũng như là kiểm nghiệm xem là đối với từng cái vị trí tương đối khác thì nó cho chúng ta cái điều kiện như thế nào. Trước hết là chúng ta sẽ cùng quan sát cho cô về các cái phần vị trí tương đối mà cô tổng hợp ở đây. Thứ nhất đấy là vì cái vị trí giao điểm, cô coi như cái điểm giao điểm của hai đường thẳng đấy chính là M có tọa độ là x0y0 và có một số những cái vị trí của nó như sau. Thứ nhất là nằm bên trái trục tung có hoành độ âm. Đấy. Nằm bên trái trục tông, tung thì có nghĩa là gì nhỉ? Cái giá trị này nó sẽ phải có hoành độ âm đúng không? Và tương tự với những phần bên dưới. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi cụ thể vào từng nội dung một. Trước hết thì chúng ta sẽ cùng quan sát cho cô như sau. Thứ nhất này, tập trung vào phần nằm bên trái trục tung nhá Giao điểm nằm bên trái trục tung. Thì cô có này, mô tả trên cái hình vẽ như này. Thì cô có giao điểm như sau. Ở đây trục tung chính là trục OI Giao điểm lúc này nằm ở bên trái trục tung Thì các em thấy rằng là nó có thể nằm ở phía trên này hoặc có thể bên dưới nhé Nhưng ở đây cô cho trường hợp này là nằm phía trên Thì ta thấy là dù nó nằm ở trên hay ở dưới Ở bên trái mà Thì hoành độ của nó cũng đều mang giá trị âm này nếu như cô dòng xuống x vẫn mang giá trị âm đúng không? Cho nên là x0 điều kiện ở đây sẽ là nhỏ hơn không tiếp theo chúng ta cùng quan sát đến cái vị trí thứ hai đó là nằm bên phải trục tung à, lúc này thì hai đường thẳng của cô đã di chuyển nó cắt nhau ở một vị trí điểm nằm ở bên phải trục tung và ta thấy rằng đấy là dù nó di chuyển ở bên trên hay bên dưới đúng không thì vị trí ở đây cũng đều cho chúng ta kết quả đó là hoành độ của nó mang giá trị dương như cô giáo lên đây cô thấy là dương mà đấy, cho nên là x sẽ phải là lớn hơn không. Lưu ý cho cô nhá hai cái thuật ngữ mà nằm bên trạ, nằm bên phải trục tung này và hoặc là có hoành độ dương này, thì nó đều tương ứng là x không lớn hơn không. Tiếp nữa là trường hợp thứ ba nằm bên trên trục hoành. À thì lúc này ta thấy rằng hai đường thẳng của ta đã cắt nhau ở một điểm nằm về bên trên của trục hoành. Có nghĩa là nó nằm ở hoàn toàn ở hai phía bên này đều được. Khi mà nằm ở phía dưới này thì ta thấy rằng là à, tương tự phần trên, được chưa? Thì ta thấy là nó đều có giá trị tung độ là dương. Đấy, tung độ dương hay có nghĩa là y không sẽ phải lớn hơn không. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng quan sát này, hai đường thẳng cắt nhau ở điểm mà nằm ở bên dưới của trục hoành. Thì có nghĩa là tung độ của nó sẽ mang giá trị âm và tương ứng ở đây là y không là nhỏ hơn không hai trường hợp cuối cùng là hai trường hợp mà liên quan đến nằm phía trên trục hoành và phía, uh, trên trục tung thì chúng ta có như sau thứ nhất là nằm trên trục hoành này à, lúc này thì giao điểm của hai đường thẳng này tại một điểm nằm ở trên trục Ox vậy thì nằm trên Ox này có nghĩa là nó có thể nằm ở xuyên suốt cả trục này được chưa? thì tương ứng lúc này ta thấy rằng giá trị y của nó phải là bằng bằng không đấy chính là cái điều kiện bởi vì nằm trên trục hoành mà thì y của nó luôn luôn bằng không Tương tự, đối với trường hợp cuối cùng là nằm trên trục tung. Thì hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm nằm ở phía trên trục tung. Lúc này thì toàn bộ những cái điểm đó sẽ có hoành độ là bằng bằng 0. Đấy. thì đây chính là cái điều kiện cuối cùng là x 0. Đó. Như vậy là trên đây là cô đã à, giải thích ý nghĩa của một số những cái vị trí tương đối. Vị trí của giao điểm ấy thì chúng ta sẽ sử dụng những cái vị trí những cái điều kiện như thế này vào trong cái phần bài tập áp dụng và phần bài tập áp dụng này thì lưu ý cho cô nhé chúng ta cũng sẽ nhớ được cái hình ảnh về vị trí của giao điểm lúc đó chúng ta sẽ cùng uh, quan sát cho cô nội dung ở trong phần ví dụ đầu tiên của phần vị trí giao điểm ấy. thì chúng ta có phần ví dụ số 5 cô có ví dụ số 5 mà trông nó hơi dài một chút thì chúng ta cùng uh, đọc và chúng ta cũng mô tả thử thực hành thử ở trên phần giấy nháp của mình. Để bài cho như sau, cho hàm số y bằng m cộng 1 nhân x cộng 3 với m là tham số và điều kiện ở đây người ta cho luôn là m khác âm 1. Vì sao lại có điều kiện m khác âm 1 này? À ta thấy là để cho nó là một hàm số bậc nhất thì buộc là nó phải có điều kiện là m khác âm 1. Có đô thị là đường thẳng D1 tìm M để D1 cắt D2 có đô thị là Y bằng chữ X cộng 2 tại điểm có hoành độ bằng âm 2. Và ý B, D1 cắt đường thẳng D, D3 có phương trình là Y bằng âm 3X cộng 2M tại một điểm nằm ở trên trục tung. Là chúng ta sẽ vận dụng cái nội dung ở phần vừa rồi để chúng ta thực hiện giải quyết đối với hai ý này. Trước hết là chúng ta có à, D1 cắt đường thẳng D2 tại điểm có hoành độ bằng âm 2. Vậy ở đây thì chúng ta thấy rằng có cái thuật ngữ ở đây là gì? Cắt đường thẳng đúng không? Thì chúng ta phải nhớ đến cái bài toán mà tìm giao điểm ấy. Thì bước đầu tiên là ta phải kiểm tra xem là hai đường thẳng có cắt nhau hay không. Nếu như nó không cắt nhau thì chúng ta kết luận luôn. Còn nếu như nó cắt nhau thì chúng ta mới đi thực hành giải tiếp. Được chưa? Để chúng ta sẽ cùng uh, quan sát vào cách cô hướng dẫn như sau. Thứ nhất đối với ý A Ý A này Thì chúng ta có là à Hai đường thẳng cắt nhau Thì điều kiện của nó phải là gì? A phải khác A phẩy đúng không? ở đây ta có A là bằng 10 cộng 1 Thế còn A phẩy ở dưới là bằng gì? À, âm 1 rồi Như vậy chúng ta có là để D1 Cắt D2 đó, Thì điều kiện ở đây sẽ là m cộng 1 khác âm 1 à, hay có nghĩa là suy ra m sẽ phải khác âm 2 thì đây chính là điều kiện đầu tiên tiếp nữa người ta cho đấy là à, sau khi cắt đường thẳng rồi lại tại điểm có hoành độ bằng âm 2 vậy ở đây có bao nhiêu cách giải à, chúng ta thấy rằng đấy là theo như cái cách ban đầu chúng ta nắm được đó là chúng ta sẽ đi thế nào à xét cái phương trình hoành độ giao điểm đúng không thì cô sẽ thực hiện giải theo cách đó trước xét phương trình hoành độ giao điểm thì chúng ta có lấy cái phần hoành độ của hai đường thẳng và để cho nó bằng nhau thì cô có như sau đó là m một nhân với x cộng 3 bằng với âm x cộng 2. Và lúc này thì chúng ta sẽ có là theo như đề bài người ta cho là à, điểm giao điểm có hoành độ là bằng âm 2 thì chúng ta thay trực tiếp luôn âm 2 vào giá trị x được chưa? Mà giao điểm hai đường thẳng có hoành độ x bằng âm 2. Đấy. Thì chúng ta sẽ suy ra thay vào phương trình ở đây. Cô đánh dấu phương trình này phương trình sao, thay vào sao. Thì chúng ta sẽ có cái điều kiện đó là m cộng 1 nhân với âm 2 cộng 3 bằng với âm của âm 2 thì có nghĩa là bằng 2 cộng 2 được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ đi Thấy rằng phương trình này chỉ liên quan đến M mà thôi Thì chúng ta rút gọn đi Thì ở đây cô có suy ra hoặc là tương đương đều được Lúc này này Nhân phá hoặc ra thì cô có là âm 2M Trừ đi 2 Mà cộng với 3 Như vậy là còn à, cộng 1 Bằng 4 Và điều này thì sẽ tương ứng là à, Các bạn có thể tính nhanh cho cô nhé Thì chúng ta sẽ có là M Sẽ bằng gì nhỉ? 4 trừ 1 Chia cho âm 2 như vậy là bằng âm 3 phần 2 Đó. Thì đây chính là kết quả mở cuối cùng Và đối với phần này thì ta thấy rằng là M bằng âm 3 phần 2 thỏa mãn điều kiện chưa? À thỏa mãn rồi thì chúng ta kết luận thỏa mãn Và bước cuối cùng là kết luận mà thôi Tuy nhiên ở đây cách số 1 thì chúng ta làm theo các bước cơ bản là chúng ta nằm ở phần trước rồi đúng không? Nhưng có một cách nữa thì các em nhớ về cái tính chất của giao điểm Khi một điểm mà là giao điểm của hai đường thẳng thì đồng thời nó sẽ cùng thuộc vào hai đường thẳng đó đúng không nào? Và khi nó thuộc vào hai đường thẳng có nghĩa là cái phương trình à cái tọa độ của điểm đấy sẽ phải thỏa mãn phương trình của hai đường thẳng. Vậy thì theo như cái cách số 2. Đấy, cách số 2 thì cô có là cái giao điểm này thuộc vào D1 và D2. Vậy có nghĩa là khi cô thay bất kỳ cô thay cái hoành độ của nó bằng âm -2 này vào bất kỳ đường thẳng D1 hoặc D2 thì nó đều thỏa mãn, được chưa? Và nếu như lúc đó thì cô thay cái tọa độ điểm này vào D2 thì cô sẽ suy được giá trị của của y ngay. Mà y lúc đó thì có nghĩa là tung độ rồi. Vậy khi cô có được hoành độ này, cô có được tung độ này thì đây chính là cái giao điểm cần tìm là cô thay trở lại D1 rồi đúng không? Vậy đối với cách số 2 thì chúng ta có thể gọi điểm M chẳng hạn có tọa độ là âm 2 và gì? một giá trị uh, chưa biết ở đây cô gọi là y không là giao điểm của hai đường thẳng là giao điểm của hai đường thẳng như vậy thì điểm M này sẽ đồng thời thuộc vào D1 đúng không và M này cũng sẽ đồng thời thuộc vào đường thẳng D2 khi M thuộc vào D1 này thì cô có thể thay trực tiếp vào cái phương trình của gì nhỉ D1 hoặc là cô thay trực tiếp vào phương trình D2 thì đây nên lựa chọn theo D2 bởi vì D2 ta thấy rằng là không có chứa tham số M đấy. Như vậy ở đây cô có thể suy ra suy ra thay x bằng âm 2 vào D2 thì như vậy cô có được đấy là y0 được chưa? Hoặc có được có ký hiệu đây là x0 bằng âm 2 đi. Như vậy y0 ở đây sẽ tương ứng là bằng âm của âm 2 có nghĩa là 2 Cộng 2 bằng 4 à, Như vậy là cô sẽ xuyên được tọa độ của điểm M Sẽ có tọa độ là âm 2 4 Đấy, Là thuộc vào đường thẳng của D1 nữa Đấy. Như vậy ta thay vào Thay Điểm M có tọa độ là âm 2 4 vào D1 Thì cô có là 4 bằng m cộng 1 nhân với âm 2 và tiếp nữa là cộng với 3. Và đến đây thì chúng ta thấy rằng là giải tương tự giống như phần trên thì các em sẽ suy ra được cho cô giá trị m tương ứng bằng âm 3 phần 2. Đấy. Và giá trị này cũng sẽ thỏa mãn điều kiện, được chưa? Như vậy là có hai cách giải. Cách đầu tiên là chúng ta sử dụng phương trình hoành độ giao điểm. Cách thứ hai là à, chúng ta có thể sử dụng đến cái tính chất của điểm giao điểm ấy có nghĩa là nó thuộc vào hai đường thẳng để chúng ta giải quyết mà tùy vào từng bài nhá lưu ý rằng chúng ta có thể sử dụng theo cách cách số 2 thì cũng khá là nhanh chóng được chưa rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát cho cô sang ý b đề bài cho anh như sau d 1 cắt đường thẳng d 3 tại một điểm nằm ở trên trục tung vậy thao tác đầu tiên chúng ta làm cũng vẫn là gì nhỉ chúng ta phải chỉ ra được là hai đường thẳng cắt nhau thì thỏa mãn điều kiện gì đấy. và khi nó thỏa mãn được điều kiện này rồi thì tiếp tục đến một điểm nằm ở trên trục tung nằm ở trên trục tung thì theo như bảng vừa rồi thì chúng ta có cái điểm đấy nó sẽ phải có hoành độ bằng gì bằng không được chưa chúng ta đến với phần b đối với phần b này thì ta thấy rằng là đề bài cho là d 1 cắt d 3 y bằng âm ba x cộng với hai m tại một điểm nằm ở trên trục tung Vậy thì cái bài toán này nó đã liên quan đến cái vị trí gì nhỉ? Vị trí giao điểm rồi đúng không? Và ta có là đã có cái điều kiện là D1 cắt đường thẳng D3. Thì chúng ta cần phải có điều kiện để sao cho hai nàng cắt nhau. Đó là ta phải kiểm tra xem đấy là cái hệ số A nó khác nhau hay chưa. À ta thấy rằng đấy là lúc này thì ta phải có điều kiện tương ứng giống phần trên là m cộng 1 phải khác gì? âm 3 đúng không? Như vậy ý B. Để D1 cắt D3 Thì ta có Điều kiện đấy là M cộng 1 Khác với âm 3 Như vậy suy ra điều kiện là M sẽ phải khác Âm 4 Đó, thì chúng ta dựa vào cái điều kiện này Để chúng ta thực hiện giải tiếp ở phần bên dưới Người ta cho thêm một dữ kiện nữa là Tại một điểm nằm ở trên trục tung đấy. Tại một điểm nằm trên trục tung có nghĩa là gì nhỉ? À, theo như bảng vừa rồi thì cô đã có là nó rơi vào cái trường hợp cuối cùng đúng không? Thì lúc này giá trị hoành độ của nó phải tương ứng sẽ phải bằng bằng 0. Đấy. Vậy chúng ta có là theo giả thiết này. Thì ta có D1 cắt D3 tại điểm một điểm nằm trên trục tung nằm trên trục tung thì chúng ta sẽ suy ra được ngay cái giá trị x của nó sẽ bằng bằng 0 Vậy đến đây thì các em có thể sử dụng theo cách một hoặc cách hai vừa rồi cô hướng dẫn. Thì ở đây chúng ta sẽ có thể sử dụng ngay cách hai, chưa? Ta sẽ thay luôn x bằng 0 này vào đâu? À, chúng ta nên thay vào có thể là sử dụng ngay thay vào cả hai đường thẳng đúng không? Hoặc là thay vào một trong hai đường thẳng thôi là cũng đã thoải mãn rồi. Thay giá trị x bằng 0 này vào đường thẳng ở đây cô có thể lựa chọn là đường thẳng D3 một cái điều đặc biệt ở đây là cả hai đường thẳng lúc này đều có chứa tham số m vậy có nghĩa là chúng ta phải thay vào cả hai được chưa Đấy, chúng ta thể sử dụng một trong hai cũng được Tức thay vào D3 ở đây khi thay vào D3 thì cô có ngay là giá trị y của nó sẽ bằng âm 3 x 0 cộng với 2m như vậy y bằng 2m vậy Đến đây thì chúng ta thấy rằng à trước có cái giá trị cụ thể Thì cô sẽ lấy lại cái điểm này Suy ra cái tọa độ điểm nó sẽ là 0 và 2M Cô thay lại vào đường thẳng ban đầu Như vậy chúng ta có thể chỉ ra suy ra M có tọa độ là 0, 2M là giao điểm hai đường thẳng Và lúc này ta có là M này sẽ thuộc vào đường thẳng D1 đúng không? Thì chúng ta sẽ thay tọa độ vào. Nên nên y bằng 2m thì cô có 2m bằng m cộng 1 nhân với 0 cộng với 3 và từ đây ta sẽ suy ra được ngay giá trị m sẽ tương ứng bằng 3 phần 3 phần 2. Và giá trị này thì kiểm tra về điều kiện ở phía trên thì ta thấy rằng là nó thỏa mãn. Khi nào thỏa mãn rồi thì chúng ta kết luận là vậy m bằng 3 phần 2 là giá trị cần tìm. Cần tìm là xong. Như vậy là chúng ta đã uh, hoàn thiện được cái ví dụ số 5 này. Và ở trong phần này thì lưu ý cho cô đối với những cái bài toán khác, nếu như người ta cho là à, tại uh, một điểm có hoành độ dương hoặc là tại một điểm nằm ở phía bên trái trục tung, bên phải trục tung chẳng hạn thì chúng ta sẽ sử dụng đến uh, những cái dữ kiện đấy, được chưa? À, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang nội dung của phần bài tập về nhà. Trong uh, tiết số 1 của vấn đề số 2 này thì cô cùng với các em đã đi thực hiện là à, nắm được thế nào là về vị trí tương đối của hai đường thẳng đúng không? Và chúng ta đã đi thực hiện là tìm được giao điểm của hai đường thẳng cũng như là cái cách mà vận dụng trong cái bài toán mà liên quan đến vị trí của giao điểm đó. Và ở trong phần bài tập về nhà thì cô có cho chúng ta một bài tập duy nhất thôi. Và bài tập này sẽ bao gồm có hai ý Lưu ý cho cô là trong phần này sẽ có một cái phần là khá khó khăn đối với các em. Đó là phần là ý A. À. Đấy, ý A. À. Đấy là hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm nằm ở bên trái trục tung. Vậy thì vừa rồi cô mới chỉ cho chúng ta là à, thực hiện à, cái thao tác ở đối với cái trường hợp mà nằm ở trên trục tung đúng không? Vậy thì nằm ở bên trái trục tung này thì chúng ta có cái cách suy nghĩ như thế nào? Thì bởi vì chúng ta biết rằng là nếu như đứng trước một cái vấn đề khó khăn thì con người bao giờ cũng phải um, có cái động thái đấy là phải nghĩ ra được những cái cách để vượt qua được cái khó khăn đó vậy khi mà có được cái câu hỏi như thế này thì cô hy vọng rằng là ở nhà chúng ta sẽ cùng trao đổi với các bạn xung quanh của mình để chúng ta thu được cái kết quả và chúng ta sẽ kiểm tra với cái phần đáp án của cô ở trong tiết học tiếp theo. Thế còn ý B người ta cho là D1 đi qua giao điểm của hai đường thẳng. Và hai đường thẳng ở đây là cho D5 và D6 đúng không? Đấy. Khi đường thẳng mà đi qua giao điểm của hai đường thẳng khác thì câu này nó cũng gần giống như ở bài học trước chúng ta đã có. Thì ở đây thì chúng ta nên làm như thế nào? À thì cô sẽ chưa gợi ý ở trong tiết này mà chúng ta sẽ đi tự thực hiện cũng như là trao đổi với các bạn để trong tiết sau để chúng ta sẽ chữa nhá. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.